Vâng, em xin chào các anh. Em tiếp tục lên cho các bác thêm một cái con hàng đấu mạng nữa các bác nhé. Đấy, tiếp tục bóc kiện cho các bác một con hàng đấu mạng. Đấy. Thì con hàng đấu mạng này thì nếu em không nhầm thì nó sẽ là con CR305. Nó đi kèm về là con 112XT. Đấy. Thì dòng CR305 và 112XT thì nó là huyền thoại thôi, đúng không? Đấy. Dòng rất là cao của con Kyo nhé. Đấy. Hà đấu mạng các anh thấy này, tất cả đều được vận chuyển từ bên Nhật về nhé. Công ty vận chuyển là công ty Yamato Transport. Đấy. Đọc đâu ta? Các bác đồ này thôi. Cả công nhận là bọn này nó siêu nặng luôn các bác ạ. Nó bé bé nhưng mà nó rất là nặng, vì bọn này nó là sử dụng là cái vỏ nó có cái gỗ nặng rồi, rất là nặng. Về gồm dây nguồn này, hộp máy này, con này nó có các khiển đấy. Những bộ có khiển này thì nó sẽ đắt hơn những bộ không khiển các bác nhé. Thế cái gì này? Ôi, bộ này nó sán. Ê. Ui da. À, ok. Đầy đủ một ruộng của nó. Bóc cái kiện ra cũng có vấn đề rồi. Ok nhé, bây giờ em sẽ tạm dừng video để em bóc cái ni lông người ra cho đỡ mất thời gian ở cái phần bóc khi còn bóc hàng nhé. Còn bác nào mà để lại comment cho em ở dưới xem mà các bác có muốn xem quá trình bóc hàng không nữa không, hay là chỉ đến đây thôi, hay là cần thì bỏ luôn cái quá trình bóc hàng, thì các bác cứ để lại comment cho em ở dưới nhé. Vâng. Ok đấy, thì đây là cặp D112EX T và cục máy CR305 nhé. Nói về căng đây. Đó. Còn đây là mặt trên này. Đấy. Các cái cạnh bên của loa cũng như là của cục máy này. Đấy. Bộ này về thì hình thức của nó nói chung còn đẹp. Còn tất nhiên đây là hàng đã qua sử dụng này. Dù là hàng đấu mạng đi chăng nữa thì nó cũng có một vài vết xước sát nhé. Không cháy được 100%. Đấy. Nhưng mà nói chung thì rất ít xước, gần như không có, đúng không ạ? Rất ít. Đấy. Onkyo D112XT nhé. Và CR305 Onkyo. Con này thì mình có thể kết nối cổng quang TV. Đấy. Kết nối USB, kết nối cả cổng đồng trục TV nếu như TV mình có đồng trục nhé.
Đấy, mình có thể kết nối đúng trục nghe nhạc. Đấy, kết nối cơ của đồng trục nghe nhạc nhé. Bác nào mà tivi hiện đại mà nó dùng cổng digital, cổng thanh số mà là cổng không phải cổng quang mà là cổng đồng trục thì mình có thể cắm đồng trục vào đây mình nghe nhạc cũng được. Đây là nó giải hỗ trợ giải mã cả đồng trục cho các bác. Đời máy rất là mới gần đây 2014 này. Cái khiển này thì hiện nay thì nó cũng đã có sự cải tiến hơn. Cái đời trước đấy thì nó không làm cái nút open đĩa này luôn. Bây giờ thì bọn Nhật nó làm thông minh hơn chút, nó đỡ ngu hơn chút, nó đã làm cái open đĩa này nhé. Vì trước đây nó khá thực dụng ở cái điểm này là nó không cần phải làm cái nút này luôn, bởi vì là gì, đằng nào thì nó cũng phải ra đây nó cho đĩa vào đây, nên nó chả thèm làm cái nút này luôn. Cái nút open đĩa này nó có thể không cần thiết. Nên chắc các cái đời trước đấy khiển của nó không bao giờ có được open đĩa các anh nhé. Đời này thì lại có. Sân đĩa có chạy không nào? Vẫn chạy này. Thì cái phần đĩa CD này em xin nói luôn là em test cái phần đĩa này, là em test thêm cho các anh xem đĩa còn đọc hay không đấy nhé. Thế còn em là em không có bảo hành mất đĩa nhé. Cái này là về là dùng đến khi nào mà đĩa nó hỏng mất thì mình tự mình thay đĩa, thay mất đĩa đi nhé. Hoặc nếu không thì các anh có thể là mang qua bên em, bên em sẽ mang đi thay mất cho các anh. Ví dụ như là nó hết bao nhiêu tiền đấy thì em sẽ thông báo, các bác đồng ý thì là em sẽ bảo anh em thợ người ta thay. Cái mắt này thì chắc là có thôi. Cái đời cao này thì thường nó mắt 213 hoặc là 101 Sennheiser gì đấy, thì thường là cái mắt này thì thị trường nó khá phổ biến. Nó không phải là những cái đời cổ, những cái đời cổ mắt của nó là mắt từ mắt cổ thì đúng là hỏng kỹ thuật chỉ có quăng CD luôn thôi. USB này. We'll be right back.
mẹ nhé. Đến cổng điện thoại máy tính này. Có hai cổng là quad shield, cổng digital optical nhé. Đấy. Thì optical là cổng quang này và quad shield chụp thì em test này. Em không có cái thiết bị đấu trục ở đây nên em không test được cổng đấu trục, em test cổng optical nhé. Nếu optical chạy bình thường là cái cổng đấu trục sẽ chạy nhé. Nói dòng này là chuẩn châu Âu nên các bạn nghe này. Thế mạnh của nó thấy rất rõ khi dùng các cái thiết bị này. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạt sương cánh, đời mong manh quá kể chi chuyện mình, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Tình trong chất ngôn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa. Okay, bác nào mà có nhu cầu mua bộ này alo em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Xin chào các anh ạ.